Thank you, Team Philippines. Phần thi biểu diễn sẽ là lễ trao huy chương. Xin kính mời quý đại biểu, quý khán giả cùng lắng lại dự lễ trao huy chương. Chúc mừng các vận động viên. Ladies and gentlemen, please stand by for the victory ceremony. Thank you. Eight points, 8 for